Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước khi đến với giá thì kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ chia sẻ một vài thông tin liên quan đến thị trường thanh long ha. Hiện nay thì thanh long vỏ vàng ruột trắng có giá cao và nhà vườn đã bắt đầu nhân rộng. Tỉnh Tiền Giang hiện nay có 10.000 hectare cây thanh long, chủ yếu là hai giống ruột đỏ và ruột trắng. Tuy nhiên trong suốt 2 năm vừa qua thì trái thanh long gặp cảnh khó khăn, bấp bênh rớt giá lên xuống liên tục do tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn và biến động. Thì gần đây nhà vườn ở địa phương sưu tầm và nhân rộng được gần 100 hectare thanh long vỏ vàng ruột trắng. Đây là loại thanh long giống mới có năng suất chất lượng cao và giá tăng hơn các loại thanh long ruột trắng ruột đỏ từ 3 đến 4 lần. Giống thanh long này đang được nhân rộng mạnh tại huyện Chợ Gạo, góp phần làm đa dạng hóa cây thanh long tại địa phương. Giống thanh long vỏ vàng này có ưu điểm là khi chín có thể neo trên cây đến 1 tháng, càng neo thì có độ ngọt càng cao. Thứ hai là ít bệnh, năng suất cao hơn các giống thanh long khác. Hiện nay tại hợp tác xã Thiên Phúc có khoảng 10 hectare. Hai năm nay, các giống khác rớt giá nhưng thanh long vỏ vàng này vẫn bán được hơn 25.000 đồng một ký. Thì một số thông tin chia sẻ về thị trường cho bà con. Còn quay trở lại tình hình giá ngày hôm nay thì ở cả thanh long ruột trắng và ruột đỏ hôm nay đều có nhích nhẹ lên hết bà con ha. Thì do là cái sản lượng hiện nay không còn nhiều mà nhu cầu thì có. Quan trọng nhất là thanh long đẹp để đem đi xuất khẩu là không có ha bà con. Đó rất là ít luôn. Thì khi mà cái mức giá vừa đưa ra thì mức cao nhưng khi bà con mình bán thì cũng không đạt được như kỳ vọng. Đa phần là bán hàng dạt là nhiều. Thì cụ thể hôm nay tại miền Tây thanh long ruột đỏ loại 1 từ 20 tới 22.000, loại 2 từ 15 tới 17.000, loại 3 từ 10 tới 12.000. Thanh long ruột trắng mua xô có giá từ 20 cho tới 23.000 đồng rồi nha bà con. Thanh long ruột trắng ở Bình Thuận bò đẹp là từ 27.000, 26.000, 25.000, bò sàng là 24.000, 23.000 và 22.000. Hàng giạt từ 9 tới 11.000 đồng. Ở Bình Thuận thanh long ruột đỏ loại 1 từ 20 tới 22.000 đồng, loại 2 từ 15 tới 17.000 đồng, loại 3 từ 10 tới 12.000 đồng. Hàng giạt có giá từ 4 đến 5.000 đồng. Bà con nắm giá ngày hôm nay nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy bình luận cho kênh để có thể trao đổi thêm nhiều thông tin khác nữa. Xin cảm ơn và kính chào.